Chào toàn thể anh em cộng đồng kỹ thuật xe máy Việt Nam. Hôm nay mình chia sẻ anh em các bước dùng máy Motosiken Tab để đăng ký một cái remote với những chiếc xe mà đang sử dụng khóa thông minh Smart Key bị mất hết FOB và mất hết mã key đi. Mặc dù công việc này không khó với một số anh em, nhưng trong số cũng có một số anh em là đang vướng mắc ở cái chỗ khi mà xe mất hết khóa, mất hết cái FOB, mất hết cái mã key đi. Mặc dù trong tay có những thiết bị, nhưng mà các anh em cũng nhiều khi đang còn lúng túng, đang còn mơ hồ, chưa biết cái cách làm như thế nào. Thì hôm nay mình làm mỗi clip ngắn, chia sẻ nhanh với anh em các bước để đăng ký một cái FOB khi mà xe mất hết mã key đi và mất hết FOB ha. Thì khi mà mất hết mã key đi và mất hết FOB đó, cái việc đầu tiên anh em cần làm là anh em phải gỡ cái con SU trên xe đây. Và tiếp theo nữa là anh em phải khoét cái lỗ của con SU này ra để anh em kết nối với cái jack để anh em đọc dữ liệu ha. Thì bên mình á sẽ dùng cái mũi khoét này. Mũi khoét này thì cũng đơn giản thôi anh em có thể ra ngoài bán mấy cái chỗ mà bán đồ vật liệu á, anh em mua một cái mũi móc gỗ khoảng 26 ly rồi anh em đưa thợ tiện á tém một cái phần này đi để khi mà anh em vớt xuống cái gờ này đụng tới cái nhựa thì nó không có tới cái bao mạch ha. Và cái việc tiếp theo anh em cần chuẩn bị đó là anh em cần chuẩn bị cho mình một cái FOB này tương thích với những cái xe cái mã SU mà anh em đang chuẩn bị đăng ký. Vậy thì với cái con SU như này, con này là con K66VG, con này là con SU của AB219 ha. Vậy thì cái con này á anh em có thể sử dụng cái remote hai nút mà cái dạng mập như này, nó có thể xài chung như là AB này, Vario này, rồi Vision này, Lead ha. Vậy bây giờ mình sẽ tiến hành mình khoét cái con SU này ra. Và sau khi mình khoét xong á, mình sẽ chia sẻ anh em cái cách làm trên máy Motosiken Tab như nào ha. Rồi anh em chờ mình chút xíu ha. Đây là công việc buổi sáng ha. Ba con ECM SHI này, đồng hồ khách mới mang tới này, rồi SU remote này, chập nguồn này, rồi sửa đồng hồ, sửa ECM mà những công việc thường ngày. Thì chút xíu nữa mình sẽ dùng cái máy Motosiken Tab này. Thì đây mình có hai con ECM này, chút xíu nữa mình sẽ sửa chữa luôn ha. Mình sẽ chia sẻ anh em coi cái máy Motosiken Tab này có kiểm tra được mấy con ECM SHI khi mà nó xảy ra lỗi hay không. Để chút xíu mình sẽ quay một cái clip tiếp theo để mình chia sẻ cùng anh em. Và sau khi mà bây giờ mình khoét cái lỗ xong á, móc cái lỗ SU xong á, thì anh em sẽ nhìn thấy đây. Đây, cái lỗ này thì bên mình làm á, nó hơi lớn ha. Anh em có thể mua cái mũi nó nhỏ hơn. Rồi, sau khi mà khoét ra rồi á, thì lúc này á, anh em sẽ kết nối cái máy Motosiken Tab này với cái cáp đọc Smart Key. Đây, cái cáp mà để đọc Smart Key cho những cái loại xe mà AB Vision Lead á, thì là anh em sẽ sử dụng cái cáp này ha, MTB08LV02. Rồi, vậy thì bây giờ ha, mình sẽ kết nối. Và anh em nhìn vô đây này, nhìn vô cái bộ Motosiken Tab này thì anh em nhìn thấy cái phía này có ghi này Smart Key này, ABS này, chẩn đoán lỗi động cơ ha. Vậy thì mình sẽ kết nối về hướng này. Chút xíu nó kết nối cái máy Motosiken Tab lên thì cũng sẽ hướng dẫn cho anh em hết đó. Hướng dẫn từng bước một. Rồi mình cấp nguồn cho máy. Rồi sau khi mình cấp nguồn cho cái máy Motosiken Tab rồi thì mình kết nối với con SU. Rồi, bây giờ nếu như anh em chưa biết cái vị trí cắm thì anh em khoan cắm ha. Mình sẽ kết nối với cái điện thoại. Mình kết nối cái điện thoại với cái máy Motosiken Tab đã. Rồi, giao diện hiển thị là Motosiken Phone 2.4 ha. Và bây giờ mình sẽ chọn vô cái phần là để xuống cái điện thoại xuống đây luôn ha. OBD trên xe, mình chọn Honda, mình chọn là tìm xe theo tên ha, và mình chọn là AB 2019 có khóa Smart Key. Rồi mình sẽ chọn vô chức năng Smart Key ha. Và khi mà xe mất hết mã key đi và mất hết FOB đó thì anh em sẽ chọn vô này cái phần là đọc key ID, ECM ID từ SU ha. Rồi mình chọn vào đây. Rồi, và bây giờ đó thì máy cái phần yêu cầu á, cái phần Motosiken Phone yêu cầu là anh em đo những cái điểm này, cái điểm D này này, còn có bị chạm dương nguồn hoặc là chạm mát hay không.
thì sau khi mình đo rồi á thì mình sẽ ghim vô thôi, để như vậy á, để tránh những trường hợp là gặp những con ESU mà nó bị chạm chập anh em, nó dẫn đến là gây lỗi thiết bị. Bây giờ mình sẽ chuyển tiếp ha, qua tiếp cái bước tiếp theo. Rồi anh em sẽ nhìn thấy là đây là cái dây trắng kết nối vào đây và cái dây xanh kết nối vào đây ha. Đây anh em nhìn thấy này, cái vị trí này là cái chấm hàn chì đây, thì anh em đo nó ra cái lỗ này thì anh em có thể cắm vô lỗ này ha, dùng cái kim tây á anh em cắm vô cái lỗ này, rồi cái chấm chì hàn này cũng vậy, cắm ra cái lỗ này. Rồi bây giờ mình sẽ cắm ha. Rồi sau khi cắm xong rồi mình sẽ ấn enter bước tiếp theo ha. Và bây giờ máy đang đọc cái dữ liệu từ trong cái con ESU ra. Khi mà đọc được cái dữ liệu trong ESU ra đó thì anh em chụp cái màn hình lại cho mình ha. Anh em chờ mất khoảng mấy phút. Cái dữ liệu của ESU hai nút này thì đọc nó hơi lâu. Sau khi mất khoảng chừng đâu 3 phút đó nè, thì Motoscan phone đã đọc ra được cái mã SMID và mã KID. Vậy bây giờ cái việc cần thiết đó, là anh em chụp cái hình lại cho mình ha. Rồi sau khi mà mình chụp cái màn hình lại rồi anh em ha, bấm chụp hình ở đây này, chụp cái màn hình, lưu lại cái hình ảnh này để lỡ chẳng may anh em không may á, mà anh em làm mất cái dữ liệu thì anh em vẫn còn cái mã SMID đây để anh em đồng bộ ha. Vậy bây giờ anh em muốn đăng ký cái FOB đó thì anh em sẽ dùng cái mã kia đi để anh em đăng ký ha. Thì đây anh em nhìn thấy có mã SMID và mã kia đi. Bây giờ mình sẽ gỡ cái kết nối với con ESU ra. Rồi mình sẽ quay trở lại. Và mình chọn vô này, lập trình ESU. Rồi mình bấm tiếp theo ha. Rồi anh em nhìn thấy là đăng ký khóa. Với những cái xe mà chẳng hạn chức năng này để đăng ký khóa mới, với các trường hợp khi còn khóa cũ hoặc mất tất cả các khóa, thì bây giờ mình mất hết tất cả các khóa thì mình chọn vào đây ha. Rồi vô trong này thì có hai mục, đăng ký thêm khóa chức năng này để đăng ký khóa mới khi còn khóa cũ ha, mà bây giờ mình mất hết tất cả khóa thì mình sẽ chọn vào đây. Rồi mình sẽ bấm cái bước tiếp theo, máy yêu cầu có cái mã KID ha, thì mình đã đọc ra được cái mã KID rồi thì mình cứ bấm bước tiếp theo. Bây giờ mình sẽ nhập cái mã KID vô ha, để bảo lãnh đăng ký thêm, đăng ký rồi mốt mới nhé. 0438232334 0438232334 0438232234 ha. Bây giờ máy Motoscan phone nó đang tự động khai báo KID ha. Ở trên này có ghi rõ ràng ha, trạng thái này Motoscan phone đang khai báo KID tự động, vui lòng đợi. Cái công việc của anh em là anh em ngồi đợi, máy sẽ tự động khai báo KID. Sau đó thì máy sẽ yêu cầu anh em làm gì thì anh em cứ làm những cái đó thôi. Thì anh em chỉ việc với những anh em mà mới làm khóa smart key mà chưa thuần thục các thao tác á, thì máy nó sẽ yêu cầu như nào anh em chỉ việc đọc chữ và làm theo yêu cầu của máy thôi. Còn những anh em nào mà thuần thục rồi thì có thể bỏ qua những cái bước đó để cho cái công việc nó nhanh hơn ha. Bây giờ máy yêu cầu là ấn remote từ đỏ sang xanh. Mình bấm từ đó remote từ đỏ sang xanh ha. Anh em quan sát trên remote này có chớp không ha, anh em thấy không, đăng ký thành công rồi thì remote sẽ chớp nhanh 5 lần ha. Và máy báo này, xin chúc mừng, xin chúc mừng đăng ký khóa FB thành công. Và bây giờ mình sẽ đã gỡ đây, mình sẽ gỡ cái phần này ra và mình có thể giao cho khách ngon lành này anh em ha. Vừa rồi mình vừa chia sẻ anh em các bước sử dụng máy Motoscan phone để đăng ký remote khi mà mất hết FOB và mất hết mã key đi với những cái xe mà sử dụng khóa thông minh smart key. Thì cái việc đầu tiên là anh em lấy con ESU ra, anh em móc một cái lỗ ra như này cho mình. Thứ hai là anh em chuẩn bị cho mình một cái remote
Và thứ ba nữa là kết nối cái máy Motoscan phone này với con SU, đọc cái dữ liệu từ trong SU ra, sau đó lấy cái mã key bảo lãnh và mình sẽ nhập vào để cho Motoscan phone khai báo và sẽ đăng ký tự động cho anh em ha. Vừa rồi mình vừa đăng ký thành công cái FOB cho cái xe AB2019 có sử dụng khóa thông minh Smart Key. Thì anh em thấy với những anh em mà chưa có học về phần Smart Key, mà nếu như có thiết bị này thì anh em xem xong cái clip này, mình mong rằng nghĩ rằng anh em có thể làm những cái bước này một cách là đơn giản và dễ dàng. Thì máy này nó hướng dẫn cho anh em cũng từng bước một, rất là đơn giản và cũng rất là dễ ha. Máy yêu cầu như thế nào anh em chỉ cần đọc chữ và anh em làm theo các yêu cầu của máy thôi, thì anh em có thể thấy là nó cũng có thể hoàn thành được cái công việc. Rất mong rằng những clip của mình có thể chia sẻ, hỗ trợ đến với những anh em mà chưa có cơ hội và chạm với những cái xe mà chúng ta nhìn tử thế mới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip sau.